Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet và sau đây là những nội dung chính. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Bổn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết một người dân bị nước cuốn tử vong khi đi qua đoạn đường ngập trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 10, người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 49 đi từ hướng xã Quảng Công, Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi đến tại địa phận xã Hương Phong, người này không may bị trượt chân dẫn đến bị nước cuốn mất tích. Nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng triển khai tìm kiếm. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hương Phong, nạn nhân sinh năm 1972, trú tại phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, làm việc tại công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản. Đến 15 giờ 30 ngày 27 tháng 10, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đang làm các thủ tục để bàn giao cho người nhà lo hậu sự. Trường hợp thứ hai tử vong được công an xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lực lượng biên phòng chính quyền địa phương và người nhà đã tìm thấy thi thể lúc 12 giờ 45 phút ngày 27 tháng 10. Nạn nhân là ông LPT, sinh năm 1980, trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, tại một khu đầm gần nhà. Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 10, ông LPT ra khu đầm phía trước nhà để bủa lưới giăng cá. Một lát sau, khi người nhà ra gọi ông LPT về ăn cơm thì không thấy nên trình báo với lực lượng chức năng nhờ phối hợp tìm kiếm. Sau gần 1 giờ dầm mình dưới trời mưa to, gió mạnh của bão Trà My, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông LPT gần khu vực ông thả lưới. Thi thể của nạn nhân đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Hiện các ngành chức năng Thừa Thiên Huế vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại do bão Trà My gây ra. Trong diễn biến liên quan, cơ quan quản lý tuyến quốc lộ 1 qua hầm Hải Vân thông tin, vào sáng ngày 27 tháng 10, bão số 6 Trà My gây mưa to, gió giật mạnh làm lật một ô tô tải trên cầu dẫn phía bắc hầm Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gây ách tắc giao thông trên tuyến. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng phối hợp công an huyện Phú Lộc và công ty quản lý hầm đường bộ Hải Vân tạm đóng hầm Hải Vân để xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, do trên đèo Hải Vân bị sạt lở do mưa nên lực lượng chức năng đã chốt chặt hai đầu lên xuống không cho phương tiện qua đèo Hải Vân cho đến khi an toàn trở lại. Đến 10 giờ 15 phút ngày 27 tháng 10, hầm đường bộ Hải Vân đã được thông tuyến trở lại sau 3 giờ đóng hầm để giải quyết giao thông. Theo lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư hạ tầng đèo Cả, để tránh ùn tắc phương tiện giao thông trong hầm Hải Vân, khu quản lý đường bộ 2, đơn vị quản lý tuyến đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã quyết định tạm dừng xe phía Nam theo hướng Nam Bắc, không cho xe vào hầm lúc khoảng 7 giờ 15 phút và chờ phía Bắc thông đường. Đến 10 giờ 15 phút ngày 27 tháng 10, hầm Hải Vân đã thông tuyến hai chiều trở lại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, chiều ngày 27 tháng 10, bão số 6 Trà My đã đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Vào lúc 13 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 Trà My ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, tương đương 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h. Do ảnh hưởng của bão số 6 Trà My, tại đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đảo Cú Lao Chàm, Quảng Nam có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cấp 6, giật cấp 7. Lệ Thủy, Quảng Bình gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Nam Đông, Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cẩm Lệ, Đà Nẵng gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Từ đêm ngày 26 đến chiều ngày 27 tháng 10, khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 13 giờ ngày 27 tháng 10 phổ biến từ 100 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Do tác động của bão số 6, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cú Lao Chàm có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Nước dâng do bão vùng ven bờ, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ cao ngập úng ở vùng trũng thấp ven biển, sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.
Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Dự báo đến 1 giờ ngày 28 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, sau đó là Đông Nam, tốc độ từ 3 đến 5 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh, thành phố, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển Trung Trung Bộ, đất liền ven biển các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông, tốc độ 3 đến 5 km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, sức gió giảm xuống dưới cấp 6. Từ ngày 27 tháng 10 đến hết đêm ngày 28 tháng 10, khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trên 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể thay đổi. Các địa phương cần lưu ý cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Bão số 6, bão Trà My, đang trên vùng ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng với sức gió giật cấp 12. Trong những giờ tới, bão di chuyển vào đất liền khu vực này trước khi quay ngược ra biển và suy yếu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6, bão Trà My tại đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cấp 6, giật cấp 7, Nam Đông, Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Cẩm Lệ, Đà Nẵng gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trong đêm qua và sáng nay 27 tháng 10, khu vực Hà Tĩnh, Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Đến 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 6 ở trên vùng ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương 75 đến 88 km/h, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 15 đến 20 km/h. Đến 12 giờ, bão đổ bộ đất liền Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng với sức gió mạnh nhất cấp 8, cấp 9, tương đương 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Trong 12 giờ tới, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam. Đến 22 giờ cùng ngày, tâm bão trên đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và xu hướng quay ngược ra biển. Cường độ bão giảm cấp 7, giật cấp 10, tốc độ còn khoảng 5 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ sáng mai 28 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi di chuyển theo hướng đông với tốc độ từ 3 đến 5 km/h và sức gió cấp 6, giật cấp 8. Khoảng 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng, tốc độ từ 5 đến 10 km/h và đi ngược ra biển. Đến 10 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm áp thấp trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Đến 19 giờ ngày 29 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông với tốc độ 10 km/h trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng gió bão. Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Từ hôm nay đến hết đêm 28 tháng 10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trên 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Người dân cần lưu ý cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo.
do ảnh hưởng của bão số 6, cơn bão Trà My trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trưa ngày 27 tháng 10 đã mưa lớn, gió giật mạnh. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ghi nhận tại một số nơi như biển Thuận An, gió mạnh nhất cấp 9, thành phố Huế gió mạnh nhất cấp 8, huyện A Lưới cấp 6 và tại huyện Nam Đông cấp 7. Tại khu vực đập Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và một phần phường Thuận An, thành phố Huế, nước biển dâng cao đã tràn qua bờ cát của bãi tắm và chảy xiết vào khu dân cư. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận cho biết, đến thời điểm hiện tại, nước biển vẫn tiếp tục dâng cao và lên nhanh hơn. Lực lượng tại chỗ đang tiếp tục theo dõi để có những phương án xử lý tiếp theo. Ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chiều cường khiến nước biển dâng cao vào đầm Lập An và tràn vào nhà dân, làm ngập sâu nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn. Ông Đinh Viết Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Bắc, huyện A Lưới cho biết, trên địa bàn xã đang có khoảng 15 hộ dân tại các thôn Tân Hối, Gia Lóc, A Sốc, Lê Ninh, Lê Lộc 2 đi rừng làm nương rẫy vẫn chưa về nhà. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, những hộ dân này có lán trại tại suối A Lin và một số khu vực khác. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên nhận định ban đầu họ đang ở lán trại chưa thể về nhà. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát danh sách và sẵn sàng phương án cứu hộ cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn những ngày qua đã khiến lũ trên các sông lên nhanh. Đến 10 giờ sáng ngày 27 tháng 10, nước sông Hương tại Kim Long cao 2,06m trên báo động 2, 0,06m. Theo dự báo, trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên các sông của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, nguy cơ gây ngập lụt nhiều khu vực trên địa bàn. Tại tỉnh Quảng Trị, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, mưa lớn, sóng biển cao đã làm một số hàng quán bị sạt lở, trong đó có 4 hàng quán tại bãi tắm Do Hải bị sập, đổ hoàn toàn. Nhiều đoạn kè bờ biển đang thi công bị sạt lở. Mưa lớn cũng khiến một số đoạn của đường Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Cửa Việt bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng lập rào chắn, cảnh báo để người dân đi lại an toàn. Tại huyện Vĩnh Linh, mưa lớn, gió mạnh đã làm tàu cá số hiệu QT21093TS neo đậu tại khu neo đậu tránh chú bão Cửa Tùng bị chìm. Mưa lớn cũng đã làm một số xã bị ngập cục bộ, nước sông đang lên nhanh, sát mép mặt đê tả sông Bến Hải và sắp tràn qua đê. Bão số 6, bão Trà My là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng đến khu vực miền Trung, đường đi diễn biến còn phức tạp, thời gian ảnh hưởng trên biển đất liền kéo dài và gây mưa lớn trong những ngày tới. Để ứng phó với bão mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ và các công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các tỉnh, thành phố rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, cửa sông ven biển, khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông. Hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão ảnh hưởng, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành, điều tiết và xử lý các tình huống.